Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Dhammasavanakalo ayam padanta, Dhammasavanakalo ayam padanta, Dhammasavanakalo ayam padanta. Kính bạch chư tôn đức và kính thưa quý Phật tử, mình mà xét cho kỹ đó thì mình thấy rằng cái tình thương mình có chứ không phải không. Ai cũng có thương một số người nào đó, chẳng hạn như mình thương cha, thương mẹ, thương chồng, thương vợ, thương con cái, thương anh em, thương bạn bè, thương thầy tổ, là những cái người mà mình gần gũi và có ân nghĩa, có cái sự quan hệ hàng ngày, có qua có lại. Thì những người đó đó thì mình thương, mà mình thương một cách rất là dễ dàng. Tuy nhiên á, tình thương của mình chỉ được giới hạn trong cái chân đó thôi. Và nếu như bình thường ngoài cái vòng thân hữu đó ra đó, thì thường á mình chỉ thích những cái người nào tốt, người nào họ có trí tuệ, có thông minh, hoặc là người nào mà họ tốt đối với mình thì mình thương họ. Còn ngược lại đó, cái khuynh hướng chung của mình á là mình hay ghét những cái người xấu. Mình có một cái tấm phân biệt kỳ thị rất là rõ ràng. Có người cho rằng á, trên đời này mình sống á, mình phải phân biệt như vậy mà được. Mình phải biết phân biệt cho rõ người nào là bạn, người nào là thù. Nếu như bạn á, thì mình gần gũi, mình giúp đỡ. Còn kẻ thù đó thì mình phải có cái thái độ dứt khoát, mình phải là tiêu diệt họ, biện pháp đối với họ, thậm chí đó tiêu diệt họ, thậm chí đó là coi như một mất một con, không có đồ chơi chung. Thì chỉnh những cái cảm xúc mà có cái tính đối nghịch, đối kháng và sân hận và thù hằn như vậy đó, nó khiến cho cái cuộc đời này nó không có được toàn hảo. Và bởi vậy mới có chiến tranh, mới có xung đột, mới có những cái sự xung khắc từ trong cái đời sống gia đình cho đến cái đời sống xã hội quốc gia. Hầu như phần lớn mình thấy rằng những cái nỗi khổ của mình đó, những cái nỗi khổ tinh thần của con người đó, là đều do những cái phiền não mà mình không có kiềm chế được. Nói chung thì Đức Phật chỉ tổng gọn lại trong tam độc, thì mình thấy rằng cái tâm sân á là cái tâm mà khiến cho mình khổ sở nhiều nhất, nó tác động mạnh nhất. Và cũng chính cái tâm sân này mà khiến cho mình nói năng, mình tạo những cái khẩu nghiệp, những cái thân nghiệp bất thiện và tạo cái oan trái đối với nhau từ đời này cho tới đời kia. Và cuộc đời sống tu tập của một người Phật tử đó thì cũng như là mọi người ai cũng vậy. Thật sự là vì sao mà mình tu? Mình có cái ý thức muốn tu tập đó, bởi vì mình nhận ra được cuộc đời của mình có nhiều đau khổ. Mình cảm nhận ra rằng mình con người mình chưa có hoàn hảo, và vì mình đang còn có phiền não ở trong tâm, cho nên mình có nhiều cái sai lầm ở trong thân khẩu ý, mình tạo ra nhiều nghiệp bất thiện, làm cho bản thân mình đau khổ, làm cho người xung quanh đau khổ. Cho nên vì vậy mình mới có cái ý thức rằng mình cần phải tu tập, cần phải học hỏi giáo pháp. Và cái chuyện tu tập mà thực thiết thực nhất ấy, là làm sao để mà mình soi rõ cái sự sân hận, cái sự hằn thù trong lòng mình mỗi lúc nó phát sinh ra. Phần lớn người ta đó, khi người ta sống đó, người ta không có nhận ra cái lỗi của mình, là bởi vì mặc dù đó là lỗi nhưng mà người ta cho rằng điều đó là đúng, điều đó là cần thiết, điều đó là hợp với tự nhiên. Và họ có người ấy, cho rằng cái sự bực bội, cái sự ghét bỏ một người nào là chuyện tất nhiên. Bởi vì thấy nhiều lúc mình thấy không những là người ta thương ghét rạch ròi, mà người ta còn dạy cho con mình cũng phải thương ghét rạch ròi. Và có khi người ta dạy cho cả một cái thế hệ phải biết cái thương ghét rạch ròi. Và người ta cho rằng phải ghét, phải thù, phải hằn, phải ôm cái mối thù hằn đó từ đời này qua đời khác. Mình không thể đổi trời chung với những con người như vậy. Và chính cái đó đó, nó làm cho con người ta sống trong
mà con người sống trong cái sự thù hằn đó không bao giờ có hạnh phúc cả. Và khi mà họ phải đối diện với những cái đối tượng họ không thích đó, họ cảm thấy rất là khổ sở. Mà đôi lúc người ta không có nhận ra rằng chính cái mối thù hằn này là vấn đề. Và người ta không có biết rằng, người ta cứ nghĩ rằng cái đối tượng mình ghét mới là vấn đề. Vì người đó xấu, vì người đó độc ác, vì người đó đã tạo ra những cái điều đau khổ cho gia đình mình, cho bản thân mình. Mình không trả thù đó, tức là mình đã không làm cho cái người cha, ông cha của mình mà không thể ngậm cười nên chín suối. Người ta hay nghĩ như vậy. Thành ra đây là một cái quan niệm rất là sai lầm, đặc biệt là cái thời phong kiến. Từ cái thời mà người ta thường là dạy cái mỗi thù cha là phải trả, rồi quân thủ, rồi người quân tử đó thì phải biết thương, phải biết kiệt sạch rồi. Thì những cái điều mà truyền thống dạy cho con người sống đó, người ta nghĩ rằng sống như vậy là tốt, khiến cho mình chỉ thêm khổ sở mà thôi. Thì Ngài nói rất là rõ ràng, không có người tốt, không có người xấu, chỉ có cái thiện và tâm bất thiện mà thôi. Mình với cái nhìn hơi hợt bên ngoài, mình nhìn thấy có con người đó rất là xấu xa và mình ghét cái con người đó. Nhưng mà thật sự xét cho kỹ đó, thì chính những con người xấu xa đó, họ cũng là nạn nhân của những cái tấm phiền não, những cái tấm bất thiện của chính họ mà họ không có khả năng để mà nhận ra, không có khả năng để mà loại trừ. Và vì vậy cho nên họ bị kiềm chế, họ bị lôi kéo, họ bị tác động bởi cái tấm bất thiện này, khiến cho hành động nói năng của họ đó nó rất là độc ác, rất là xấu xa. Thành ra không phải chỉ có Đức Phật mà thậm chí có những người đó, họ cũng có những người mà họ có cái khả năng chiêm nghiệm đó, thì người ta cũng phát hiện ra, chẳng hạn như có những cái nhà soạn nhạc người ta viết những cái câu như là kẻ thù ta không có phải là người, giết người đi thì ta ở với ai. Thật ra kẻ thù của mình không phải là con người đâu, bởi vì con người sinh ra đó thì ai cũng có cha có mẹ, ai cũng được học hành, ai cũng muốn có điều tốt đẹp. Nhưng mà sợ gì họ làm những cái điều xấu đó là bởi vì họ được nuôi dưỡng trong một cái môi trường giáo dục bị sai lầm, họ bị ảnh hưởng bởi những cái tư tưởng sai lầm, cho nên họ có cái sự hiểu biết sai lầm. Vì vậy dẫn đến cái kết quả đó là họ luôn luôn hành động sai lầm, tạo ra cái điều nhiều điều xấu xa, độc ác và tác hại đến cho rất nhiều người. Thành ra với cái tâm mà mình suy xét đó, thì mình thấy rằng chính những cái người đó họ đang tạo nghiệp rất là nhiều, rất là xấu, rất là sẽ đưa tới những cái kết quả rất là đau khổ. Nhưng mà chính bản thân họ không nhận ra được thì họ là những người rất là đáng thương. Và khi mà mình nhận ra được cái người xấu ác cũng đáng thương đó, thì mình thay vì mình nhìn vào cái điều xấu, điều ác để mình ghét họ đó, thì mình nhìn vào được cái nguyên nhân vì sao họ xấu, họ ác, thì mình lại không có sinh tâm ghét họ, ghét bỏ nữa, mà mình lại sinh cái tâm bi, tức là cái tâm thương hại. Thành ra ở đây chính là cái như lý tạc ý hay là phi như lý tạc ý đối với một đối tượng, nó khiến cho tâm mình trở nên thiện hay là bất thiện. Quý vị thấy rằng cùng một đối tượng là người xấu, người ác, nếu như mình phi như lý tạc ý, tức là tạc ý một cách sai lầm á, thì mình chỉ hướng vào những cái điều người ta làm, những cái xấu xa, những cái mặt độc ác, những cái điều mà người ta đã xúc phạm tới mình, người ta đã gây tai hại tới cho mình. Mình chỉ chú ý tới những cái tính cách xấu của họ thôi đó. Mình sẽ sinh cái tâm sân hận, thù hằn, khinh miệt, và thậm chí mình còn muốn cho họ có bị cái điều tai hại, muốn tiêu diệt họ nữa. Nhưng ngược lại, nếu như mình như lý tạc ý đó, thì mình phải tìm hiểu nguyên nhân đó. Họ vì sao mà họ độc ác như vậy, có cách nào để giúp cho họ bớt độc ác hay không. Tham ái quá nhiều, sân hận quá nhiều mà họ không có nhận ra được, cho nên họ bản thân họ đó đang tạo trùng cái nghiệp khởi nghiệp bất thiện mà họ không nhận ra. Họ là một người rất là đáng thương hại, thậm chí họ còn là đáng thương hại hơn bản thân mình là cái người mà bị họ hại nữa. Tuy nhiên khi mà tác ý một cách đúng đắn như vậy đó, thì mình sẽ khởi tâm bi đối với cái người mà độc ác, thậm chí đó là kẻ thù của mình. Thì một lần khi mà Tôn Đạt Xá Lợi Phất, Tôn giả Sariputta đi, Ngài từ giả Đức Phật để mà ra đi, đi về đi giáo hóa ở một nơi khác.
Thì khi Ngài ra đi đó, thì Ngài có đi ngang, và Ngài có thì vì ở cái chỗ đó cũng khá đông chư tăng, cho nên Ngài chỉ, cái y của Ngài đó cũng có phước đụng đụng cái y của một vị tỳ kheo. Mà vị tỳ kheo này vốn có cái tâm ganh tị với Ngài Sariputta, bởi vì Ngài Sariputta có một cái duyên rất là đặc biệt. Ngài xuất gia thì sau rất là nhiều vị tôn giả khác, nhưng mà Ngài khi mà Ngài vào xuất gia đó thì một thời gian rất là ngắn, có 2 tuần thôi, thì Ngài đã chứng đắc đạo của A-la-hán, và Ngài được Đức Phật công nhận trước đại chúng, đó là Ngài là vị thường thủ thanh văn, đứng đầu trong tất cả các vị tỳ kheo, ngay cả những vị là cao hà hơn, là những vị là sư huynh của Ngài. Và Đức Phật luôn luôn khen ngợi Ngài Xả Lợi Phất là tướng quân chánh pháp, là người mà có cái trí tuệ rất là cao siêu, và thậm chí những cái lời những cái bài kinh mà Ngài Xả Lợi Phất mà giảng cho các vị tỳ kheo đó, thì Đức Phật Ngài khen ngợi. Ngài nói rằng là nếu như mà có người hỏi ta cái câu hỏi đó đó, thì ta cũng chỉ giảng giải như vậy mà thôi. Sariputta đã giảng giải rất là đúng. Và trong đại chúng đó thì phần lớn tất cả mọi người đều rất là quý mến, rất là kính phục Ngài, coi Ngài như là một vị thầy, một vị sư huynh rất là đáng kính, có thể học hỏi bất cứ lúc nào. Tuy nhiên có những vị tỳ kheo thì ngược lại, họ lại có cái tấm ganh tị, đố kỵ. Thì đây là một trong trường hợp này đó, thì cái vị tỳ kheo này cũng là một người đố kỵ, cho nên nhân cơ hội đó mình đến gặp Đức Phật và thưa rằng là Ngài Xả Lợi Phất đi ngang con và xô cho con ngã mà không có xin lỗi gì cả và bỏ đi. Thì Đức Phật Ngài biết rằng với một người như Ngài Xả Lợi Phất thì không thể có những cái hành vi như vậy. Tuy nhiên Ngài vẫn cho mời Ngài Xả Lợi Phất đến, và giữa đại chúng đó thì hỏi Ngài Xả Lợi Phất có làm như vậy hay là không. Thì Ngài Xả Lợi Phất mà thưa rằng là con chưa bao giờ, mà dù trước mặt hay là sau lưng đó, mà có một cái ý nào mà không tốt đối với các huynh đệ. Và Ngài nói rằng đó là ngài không bao giờ mà xô một người nào, đẩy một người nào ngã rớt xuống mà không có xin lỗi mà bỏ đi. Ngài thưa với Đức Phật đó là Ngài tu tập cái hành tâm từ, hành nhận nại, giống như là như đất, như nước, như lửa, như gió, như hư không. Thì bài học hôm nay đó cũng nói tới cái việc cái hành là tu tập như nước. Thì nước đó, ai cũng thấy rằng nước là một cái yếu tố thiên nhiên mà có ở khắp mọi nơi, ai cũng đã từng quan sát cái tính cách của nước, nhưng mà không phải người nào cũng có thể học được những cái bài học từ trong thiên nhiên. Và ở đây đó thì trong cái bài kinh này nói lên cái tính chất của nước đó, là nước nó có cái tính chất đó, là không phân biệt, không kỳ thị, dù là tốt hay là xấu, dù là đẹp, dù là trong sạch hay là dơ, dù tốt hay là xấu đó, bất cứ cái gì đó mà nó đến với nước thì nước đều chấp nhận cả, đều cuốn trôi cả. Chẳng hạn như quý vị thấy rằng nước ở trong một dòng sông đó, thì khi mà dòng lũ nó cuốn trôi đó thì nó cuốn theo tất cả, dù là cây, là cỏ, là xác chết của súc vật, là củi, là rìu, là rơm, là rác đó, thì tất cả nước nó không có phân biệt rằng cái này là sạch, cái này là dơ, mà nước nó có thể dung chứa tất cả. Và nước thì nó có cái khả năng, nó cũng có khả năng chuyển hóa nữa. Dù quý vị thấy rằng dù mình có dơ, nước sạch gì bao nhiêu đi nữa đó, nhưng mà qua cái lòng đất rồi nó ngậm vào, và khi nó bốc lên trên hư không đó, nó trở thành mây, rồi nó khi mà mưa xuống đó, thì qua những cái tiến trình mà tuần hoàn như vậy đó, thì nước nó lại trở nên trong sạch. Thì ở đây đó, cái hành của nước chính là cái hành không phân biệt, là cái hành có thể dung hòa tất cả mọi thứ, dù xấu, dù tốt, dù dơ, dù sạch. Thì làm sao để mà mình học được cái hành là mình không phân biệt? Thường thường đó, hầu như cái thoái thường của một con người đó là khi mình sinh ra, để mình được học hỏi thêm nữa, có người không học hỏi đi nữa đó, thì mình cũng thích cái đẹp mà ghét cái xấu, thích cái tốt mà chê cái không tốt. Thậm chí ví dụ như là
có những người đó ở bên Ấn Độ ở đây đó thì thường thường khi mà người ta mình đi ra ngoài đường đó thì mình thấy rằng là có một cái sự khác biệt rất là rõ ràng giữa cái màu da của các sắc tộc. Chẳng hạn như những người mà họ thuộc đẳng cấp cao đó, đẳng cấp Bà La Môn đó, do họ có được cái sự chọn lựa từ ngay từ khi đầu đó là những cái dòng họ cao sang, họ chỉ kết hợp với những cái dòng họ cao sang thôi. Cho nên những cái người mà họ ở trong cái chủng tộc Bà La Môn, những cái giai cấp Bà La Môn đó, thì nước da của họ rất là trắng trẻo, rất là sáng sủa, và họ do họ cũng có được giàu có, được học có học thức, cho nên là ngay cả cái cung cách của họ đó thì cũng rất là tế nhị, rất là lịch sự, rồi họ học cao, họ có nghề nghiệp tốt, họ có lương bổng cao nữa. Cho nên là nhìn vào một người Bà La Môn đó thì mình cũng thấy rằng là mình có thể rất là dễ dàng nhận ra vì họ được nuôi dưỡng trong cái môi trường rất là tốt đẹp. Ngược lại những người mà giai cấp thấp á, giai cấp thuộc Đà La đó, nhìn vào họ mặc dù họ không có nói họ thuộc đẳng cấp nào mà mình nhìn vào mình cũng rất là dễ thấy, vì thường là họ rất là đen đủi, xấu xí, nghèo nàn và thất học. Phần lớn thì tại ngay tại bây giờ cũng vậy, họ cũng làm những cái nghề rất là thấp hèn như là làm thuê, làm thợ hồ, đi buôn bán gánh phân, hay là chạy xe ba gác, hay là chạy xe xích lô vân vân. Và họ làm ăn như vậy đó, họ họ làm ăn cả đời đi nữa đó, họ cũng không thể nào giàu nổi, cũng không thể nào có tiền cho con đi học đi hành. Cho nên cứ từ đời này cho tới đời khác đó, thì khi nào cái đẳng cấp đó nó vẫn cứ bị nghèo nàn, vẫn bị lạc hậu và vẫn bị cái sự chèn ép của cái đẳng cấp cao cả. Thì nếu như mà mới với một cái nhìn hời hợt bên ngoài đó thì mình thấy rằng đúng rồi, bởi vì cái người giỏi thì họ phải giỏi, thì càng ngày họ càng giỏi thôi, người giàu thì họ càng ngày càng giàu thôi, và họ có học thức như vậy thì đương nhiên mình phải kính trọng họ rồi. Còn những cái người này thất học, nghèo nàn, xấu xí và không có lễ giáo gì cả đó, thì nhìn của họ, nhìn họ mình rất là đáng ghét. Thì với một cái nhìn hơi hợp thì mình chỉ thấy như vậy và mình sẽ có cái tâm phân biệt. Nhưng nếu như mình nhìn sâu hơn đó thì mình sẽ thấy rằng là tại trong 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 cái sự sắp xếp như vậy đó, một phần là do cái nghiệp của họ đó, họ thiếu cái sự bố thí, thiếu cái sự làm phước, thiếu tạo cái thiện pháp cho chính mình, cho nên cái đời sống của họ ngày càng thấp hèn. Nhưng mà bên cạnh đó đó thì cái những cái sự phân chia đẳng cấp xã hội đó, ngay chính cái sự bất công của tôn giáo đó, nó cũng tạo nên một cái phần làm cho họ bị đè nén, họ bị đàn áp và họ không có thể có khả năng để mà biến đổi. Thì Đức Phật á, là Ngài có một cái nhìn và Ngài thấy rằng, Ngài tuyên bố rằng đó, thật mọi người đó họ sinh ra họ thuộc cái đẳng cấp cao hay thấp đó đó không phải là do cái dòng giống sinh ra, không phải do mình sinh ra trong cái gia đình nào thì mình trở thành Bà La Môn, mà do chính cái nghiệp, cái đức hạnh của mỗi người đó sẽ khiến cho người đó có được cái sự tốt đẹp hay là không. Bởi vì người ta không có cái môi trường để mà tới tu tập á, không có cái môi trường để người ta học hỏi thì đương nhiên người ta sẽ ngày càng xấu xa. Bây giờ đó, xã hội mình phải biết rằng có sợ gì, mình phải tạo điều kiện cho tất cả mọi người cùng có cơ hội phát triển. Khi mà họ có cơ hội như vậy đó thì chắc chắn họ cũng sẽ có khả năng để thay đổi. Chẳng hạn như trường hợp của tiến sĩ Ambedkar, có lẽ ông là một trong số những người may mắn đó, bởi vì ông cũng sinh ra trong cái giai cấp Thủ La La, là giai cấp nghèo nàn cùng đứng nhất. Hồi nhỏ khi ông đi học đó, ông không có được ngồi chung trong lớp cùng với bạn bè, mà bạn bè ngồi trên trên ghế trên bàn đó thì ông phải ngồi dưới đất hoặc là ngồi ngoài cửa sổ nhìn vào. Và thậm chí có lần ông lên cầm viên phấn ông viết trên bảng đó thì những cái em học sinh trong lớp đó, nó nói rằng là bây giờ nó không có đụng vào cái bảng đó nữa, bởi vì Ambedkar đã đụng vào rồi thì cái bảng bây giờ nó trở thành dơ bẩn rồi, nếu mà đụng vào đó thì nó sẽ trở thành người dơ bẩn. Nhưng mà may mắn cho ông đó thì ông sinh vào cái thời lúc bấy giờ là thời thuộc địa Anh, cho nên người Anh thì người ta rất là trọng nhân tài, mà vì ông là một người học rất là giỏi cho nên ông được đi du học ở bên Anh, rồi ông học về ngành luật khoa, ông trở thành một vị tiến sĩ luật khoa rất là giỏi. Và khi ông trở về Ấn Độ, khi lúc đó thì nước Ấn Độ giành được độc lập từ chính phủ Anh đó, thì ông là người mà soạn thảo hiến pháp của nước Cộng hòa Dân chủ Ấn Độ.
thì ông là một cái người để mà minh chứng cho thấy rằng một người mà họ sinh ra trong cái đẳng cấp thấp như vậy, nhưng nếu họ có được cái điều kiện học hành, điều kiện phát triển cái tài năng đó, thì họ vẫn có thể trở nên những cái nhân tài rất là đáng quý. Và ông Abhidhamma là người đã bỏ cái đạo Bà La Môn để quy y theo Phật, vì ông tuyên bố rằng đạo Bà La Môn không có ích lợi gì cho ông cả, mà chỉ đem lại cái sự đè nén, cái sự áp bức mà thôi. Và ông đã thuyết giảng rất là nhiều cho những người cùng đẳng cấp với ông, họ thấy được á là ở trong cái đạo Bà La Môn không có một cái ích lợi nào, và toàn bộ cái bộ luật Manu của đạo Bà La Môn đó thì toàn là những cái điều vô lý nhảm nhí không cần phải theo. Cho nên cái ngày mà ông quy y theo Phật đó thì có tới 500 triệu người cùng quy y theo và trở thành Phật tử, và từ đó cho tới bây giờ đó thì mỗi năm cũng có hàng ngàn người quy y theo Phật. Thì mình phải học làm sao đó để mà mình thấy rằng cái màu da, cái sự nghèo hèn của mỗi người đó không phải là điều đáng khinh bỉ, mà bởi vì do họ thiếu phước mà họ phải có những, họ phải sinh ra trong cái môi trường như vậy. Nhưng nếu như mình tạo điều kiện cho họ, mình giúp đỡ cho họ, thì họ vẫn có thể phát triển trở thành những con người rất là hữu ích, rất là lỗi lạc. Thì ở đây đó mình phải học cái hành giống như nước, ở chỗ đó là nước nó không có phân biệt, thì mình tập sống không có phân biệt. Mình thường hay phân biệt người tốt và người xấu, người tốt mình thích, người xấu mình ghét. Thì bây giờ đó mình học lại, người tốt thì mình vẫn kính mến, mình tùy hỷ, mình hoan hỷ với cái tốt của người ta. Bên cạnh đó đó thì người xấu mình không có đem cái tâm ghét, mà mình đem cái tâm bi, mình thương cho họ, mình thấy họ đáng thương hơn là đáng ghét. Thì như vậy đó mình vẫn có thể gần gũi với mọi người. Người xấu thì mình giúp đỡ, người tốt thì mình học hỏi. Rồi chẳng hạn như mình không có nên phân biệt. Thường thường đó mình hay phân biệt cái người nào giống mình, họ cùng cái chỉ hướng, họ cùng lý tưởng với mình, họ cùng tôn giáo với mình, họ cùng quốc gia với mình, họ cùng chủng tộc với mình thì mình thương. Còn những cái người nào mà họ chống đối, họ chẳng hạn như mình ở tôn giáo này, người ta ở tôn giáo khác, mình cảm thấy rằng họ rất là khác với mình, mà khác thì không thể mà đi chung cùng với nhau được, và từ đó mình có một cái sự kỳ thị, cái sự phân biệt. Và đây là một cái điều á, là nó làm trở ngại ngay cho chính mình trước, và nó cũng trở ngại cho cái sự dung hòa, cái sự sống yên ổn và thoải mái của một cái nhóm người. Giả sử như ví dụ như mình thấy rằng vì sao mình phải ghét những người theo Thiên Chúa giáo? Sợ gì họ theo Thiên Chúa giáo đó, đôi lúc có những cái điều ở trong Thiên Chúa giáo nói mà họ lại thích thú. Chẳng hạn như họ rất muốn, họ tin vào Đức Chúa là một cái người luôn nhân từ độ lượng, cái người mà dạy cho họ phải biết thương yêu người khác như chính mình, họ thương yêu hàng xóm như thương yêu chính mình, thì họ có duyên với những cái lời dạy của Chúa Giê-xu thì họ theo Chúa Giê-xu. Và bây giờ mình thì mình theo Đức Phật, và mình cứ thấy người nào theo đạo thì mình ghét. Thì như vậy là trong khi Đức Phật thì dạy mình là thương yêu tất cả mọi người, rải tâm tư đến tất cả chúng sanh, tất cả mọi nơi, bên trên bên dưới, rồi đông tây nam bắc cả bốn hướng mười phương như vậy. Mà mình đó thì cái người đó đó, họ chỉ vì họ không cùng tôn giáo với mình thì mình tránh xa họ, thì như vậy mình đã tự ngăn ngại chính mình rồi. Còn nếu như ngược lại đó, mình nghĩ rằng dù sao đó họ tin vào Chúa thì họ sẽ nghe theo lời dạy của Chúa đó, họ cũng thương yêu người khác, họ cũng ít nhất là họ cũng sống là một người có đạo đức, có nhân tính, còn hơn là những cái người mà họ không tin tưởng vào bất cứ một cái gì, họ có cái ta kiến cho rằng là sẽ sống là chết là hết, không có thiện không có ác, làm gì thì cũng vậy thôi. Cái ít nhất họ cũng hơn những người như vậy. Rồi thậm chí những cái người mà họ không tin thiện ác gì cả, họ cứ nghĩ rằng chết là hết á, rồi họ mặc tình sống theo cái sở thích của mình, sống theo cái bản năng của mình đó, thì những cái người đó đó họ sống bạc màng, họ sống một cách phóng túng, họ sống không biết đến ngày mai đó. Thì thật sự ra đó, mình thấy những cái người đó họ cũng là những cái người đáng thương nữa. Và họ nếu như mà mình thấy rằng nếu như họ, bởi vì họ chỉ hiểu tới mức độ như vậy thôi, họ không có duyên để mà hiểu được những cái giáo lý của Đức Phật, họ không có chánh kiến, thì thật ra thì họ đáng thương nhiều hơn. Nếu như mà mình học cái tâm tư, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả mà Đức Phật dạy rồi đó, thì hầu như mình thấy không có người nào để mình có thể ghét được cả. Bởi vì với người tâm tùy hỷ,
Và với cái người xấu đó thì mình đối với họ bằng tâm từ và bằng tâm bi, mong cho họ tốt đẹp hơn và thương xót cho họ là đang bị cái vô minh và cái tham ái, cái tà kiến nó chi phối. Thành ra khi mà mình học cái hành của Đức Phật đó thì tự nhiên mình cũng giống như cũng sẽ là có được cái hành như nước, tức là có thể dung hòa với tất cả, có thể dung chứa tất cả mà không có phân biệt. Thành ra quý vị thấy rằng do quan trọng nhất là do cái cách mình tác ý như thế nào đối với một đối tượng khi họ tới với mình thôi. Đối tượng đó có thể đó, họ đã từng xúc phạm tới mình, họ đã từng nói hay làm cái điều gì đó làm cho mình đau lòng đó, thì đương nhiên ngay khi họ nói, khi họ làm thì mình có giận, bởi vì mình chưa phải là một vị thánh nhân để mà đã hoàn toàn đoạn tận tâm sân mà không giận nữa. Đương nhiên ngay lúc đó mình có giận đó, nhưng mà rồi đó mình giận, nhưng mà mình giận, mình buồn. Tuy nhiên sau đó mình phải quán chiếu rằng á, sở dĩ mà mình nhận chịu những cái điều oan trái, những cái điều bực bội, những cái điều không hài lòng tới với mình á, là cũng là do cái nghiệp mà mình đã tạo trước đây. Người này chỉ là cái duyên đưa đẩy để cho cái quả của mình nó trổ ra mà thôi. Và sau đó đó thì mình cố gắng làm sao đó để mà mình hóa giải tất cả những cái sân hận trong lòng của mình. Và sau khi mà mình hóa giải được cái sân hận rồi đó, mình thấy rằng tất cả những cái người, cái mà điều bất thiện tới với mình, những cái quả xấu xa tới với mình là do nghiệp mình tạo, thì người kia đó họ chỉ là một cái nạn nhân bị, tức là trong cái vòng đưa đẩy của sanh tử luân hồi đó, của cái ta bà này đó, của cái luân hồi này đó, thì cái lỗi của luân hồi là chính. Quý vị có nhớ có câu chuyện mà một người thầy đó mà vô tình mà đã đâm vào mắt, làm mù mắt của một người học trò đó, thì khi mà người thầy biết được điều đó thì rất là ân hận, rất là ăn năn và cứ sám hối xin lỗi người học trò. Thì người học trò có thưa về thầy rằng là đó không phải lỗi của thầy, cũng không phải lỗi của con, mà chỉ là lỗi của luân hồi mà thôi. Vì mình có luân hồi, mình đã có vay có trả với nhau, đã từng bao nhiêu kiếp mình cứ làm xúc phạm người này rồi người này xúc phạm người kia, và cứ như vậy, và vì cứ oán trái nó chồng chất như vậy đó. Rồi cuối cùng đó thì là vì do cái luân hồi đó mà mỗi người á, là người này là cái tác nhân để cho người kia phải trả nghiệp. Và cứ như vậy, nếu như một ngày nào không còn luân hồi thì hầu như cái ngày đó không còn khổ đau nữa. Mà sợ gì cái người đó họ tác động, họ xúc phạm, họ làm cho mình khổ đau đó, cũng là do mình đã từng tạo cái nghiệp khổ đau cho người kia rồi. Mà mình hiểu rõ như vậy rồi thì tự nhiên mình sẽ rất là dễ hóa giải cái tấm sân hận của mình trước. Và sau khi hóa giải được cái sân hận trong chính mình đó, thì bắt đầu mình mới nghĩ tới cái cách là bây giờ mình phải đối xử với người kia làm sao, mình phải nên tha thứ mà thôi. Chỉ có cách tha thứ cho người khác đó thì mình mới có được cái sự thanh thản trong lòng. Quý vị thấy rằng ngày nào mà mình còn trong lòng mình còn có một cái sự mối hiềm hận với một người nào, chỉ một người thôi đó, thì mình cũng cảm thấy trong lòng mình không có yên, bởi vì khi gặp họ mình cảm thấy không có thoải mái. Nhưng mà chính cái gút mắt đó là do mình tự cột vào, chứ không phải người kia cột vào. Đôi lúc mình nghĩ rằng vì người kia họ xấu cho nên mình mới phải như vậy. Thật sự ra đó, họ là xấu nhưng mà mình xả hết thì đâu còn vấn đề. Sở dĩ có vấn đề là vì mình không biết cách xả ra, mình không biết cách cởi bỏ cái oán trái. Mà mình nghĩ rằng phải hiềm hận, phải oán trái như vậy, bởi như vậy nó mới xứng đáng, vì người kia họ phải nhận chịu như vậy. Thực sự ra, cái cách mà tiêu diệt kẻ thù mà tốt nhất chính là biến họ thành bạn của mình. Mà làm sao để biến họ thành bạn? Tức là ngay từ trong bản thân mình đó, mình tha thứ cho họ trước. Học được cái điều mà tha thứ cho người khác đó là một cái điều mà không phải dễ làm, nhưng nếu như mà mình làm được á, thì cái tấm của mình trước hết, tấm của mình rất là nhẹ nhàng, thanh thản. Và sau đó đó thì mình mới có thể hóa giải được cái hồn hận thù ở người kia. Còn nếu như bản thân mình mà vẫn còn hận thù, mà mình mong rằng người kia họ không hận thù mình, đấy cái điều rất là khó mà có được. Mà nếu như mà mình làm sao để mà mình tha thứ, quý vị thấy rằng học tha thứ đó cũng cần phải có nhiều cái sự suy tư, có cái chánh tư duy, cái sự suy nghĩ chánh chắn đó, nó mới hướng dẫn mình cái cách mà tha thứ người khác được. Mình tha thứ một người đó, mình phải nghĩ rằng trước hết là vì chính mình. Bởi vì mình ôm một mối hiềm hận trong lòng, khi mình đi ngủ mình ôm một mối hiềm hận trong lòng, mà khi mình chết đi đó, khi mình chết đi với một cái khối tâm sân như vậy, thì mình rất là khó mà đi lên cái cảnh giới tốt đẹp.
Và ngay khi mình đang sống cũng vậy, mình ôm một cái mối hiềm hận trong lòng á, thì tấm lòng mình rất là khó được có được cái sự thanh thản nhẹ nhàng. Thành ra mình tha thứ cho người khác để trước hết cái tâm mình được nhẹ nhàng, rồi để cho mình bớt đi cái sân hận bực bội. Và cái thứ hai đó, mình nghĩ rằng là cái chết nó đến với mình bất cứ lúc nào, mà nếu như mà mình không có tha thứ bây giờ thì tới khi nào mình mới tha thứ? Và rồi những cái oan trái này nó sẽ theo mình đi từ đời này tới đời khác. Quý vị đọc trong kinh Phật cũ đó mà thấy câu chuyện mà con yêu tinh đó, vờ chỉnh về vờ thử rồi là giết con người này rồi giết con người kia, mà cứ đời này cứ đời sau mà cứ đi theo mà giết hại lẫn tàn hại lẫn nhau như vậy đó, là bởi vì cứ oan trái mà cứ thắt vào mà không có chiều cửa cởi ra. Thành ra trong cái pháp môn tu tập của mình đó, trong kinh tụng hàng ngày cũng có cái bài kinh rải tâm tư á, sabbe satta avera hontu sukhita hontu, tức là mong cho tất cả chúng sanh là đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Mà mình muốn người ta không oan trái với mình đó, thì đầu tiên mình phải cởi cái sự oan trái ra trước. Và khi mình không còn oan trái ai cả, khi mình không còn giận hơn ai cả đó, thì quý vị thấy rằng khi đó tâm của mình sẽ như nước, tức là nó sẽ mát mẻ, nó sẽ dung hòa, có thể chứa được tất cả những cái gì, dù tốt dù xấu, dù trống dù sạch, dù dơ dù đục, tất cả gì mà nó đến đó, nước vẫn có thể chấp nhận được. Thì khi mà mình đã giải trừ oan trái với người khác rồi đó, thì ai tới với mình cũng được cả. Họ đem cái điều tốt tới thì mình nhận điều tốt, mình hoan hỷ. Mà họ đem cái điều xấu tới đó thì mình cũng nhận điều xấu, mình nghĩ rằng đây là cái nghiệp mà mình phải trả mà thôi. Và mình trả một cách rất là nhẹ nhàng, thanh thản, trả mà không có tạo thêm nghiệp mới nữa. Có người họ trả quả, họ trả một cách rất là cay đắng, rất là giận hơn, và vừa trả mà vừa tạo thêm nghiệp. Còn mình mà có tu tập đó thì mình trả quả nhưng mà mình không có tạo thêm nghiệp mới nữa, tức là mình chỉ nhận lấy những cái điều bất như ý một cách rất là thanh thản, cho rằng đây là những cái nghiệp mà mình đã tạo ra rồi, thì thôi mình sám hối, mình tha thứ, mình bao dung cho tất cả và mình chấp nhận tất cả, thì đó chính là cái hành của nước. Dạ, thì quý vị thấy rằng bài học hôm nay là một cái câu kệ rất là ngắn ngủi, nhưng mà nó nhắc nhở cho mình một điều đó, làm sao mà mình có thể dung hòa, mình có thể đến với tất cả mọi người không có cái sự ngăn ngại, không có cái sự oan trái, không có sự hận thù. Và người nào họ đã từng xúc phạm tới mình, họ đã từng làm cho mình đau khổ đó, mình tập tha thứ cho họ hết. Mình tha thứ được đó, bản thân mình có lời trước tiên. Và những người và từ đó đó mình từ từ mình sẽ chuyển hóa họ. Mình học cái hành của Đức Phật, mình áp dụng vào để cho mình có được sự an vui. Và bây giờ an vui, đời sau cũng sẽ được an vui. Và từ từ đó mình tu tập mà tới cái mức mà khi mà mình hiểu rõ rồi, mình có thể dung chứa tất cả mọi người đó, thì hầu như với ai mình cũng thương yêu được cả. Mà quý vị thấy rằng, mình tưởng tượng rằng trên đời sống này đó, mà hầu như mọi người đến với nhau bằng cái tình thương yêu đó, thì sẽ không có chiến tranh, sẽ không có hận thù, không có xung đột đó. Cuộc đời này sẽ rất là đẹp, rất là đáng sống. Thì mình muốn như vậy là mình phải là cái người đầu tiên đi mà thực tập cái tình thương yêu. Thì mình hiểu tất cả những cái vấn đề, mình có cái cách tư duy như vậy đó, thì mình mới có thể thực tập được một cách tốt đẹp. Lý xin được dừng lại bài học này ở đây. Kính mong Chư Tăng sẽ thảo luận thêm trong phần Phật đàm để làm sáng tỏ ý nghĩa của bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy.